là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2 năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản của Tĩnh Gia đạt 17.108 tấn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các ban xây dựng đảng huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2 năm 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Mai Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện ủy. Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2 có sự tham gia của 149 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Theo đó, trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2019, lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp đảng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề là khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ có một buổi tham quan thực tế, một buổi hướng dẫn thủ tục kết nạp đảng, một buổi thảo luận, ôn tập và viết bài thu hoạch. Đối với lớp bồi dưỡng dành cho đảng viên mới, từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 7 năm 2019, các đảng viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một buổi giải đáp, ôn tập, viết bài thu hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của đảng, đảm bảo sự bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng. Được tham gia lớp học lần này là điều kiện, cơ hội để các học viên xây dựng, củng cố đạo đức chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và niềm tin tuyệt đối về vai trò, sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, để hai lớp học đạt kết quả đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới và áp dụng tốt phương pháp truyền đạt phù hợp, cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết thực, gắn với thực tiễn cho học viên. Đối với các đồng chí học viên, cần chấp hành tốt nội quy lớp học, sắp xếp thời gian và công việc một cách hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo chất lượng, từ đó vận dụng những kiến thức đã được học vào hoạt động thực tiễn để luôn chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác. Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn và đường cao tốc Bắc Nam năm 2019. Năm 2019, Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Các ngành, các cấp, các xã, thị trấn dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo triển khai thực hiện,
nên tình hình công tác giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực. Số dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện đủ điều kiện để thực hiện giải phóng mặt bằng là 70 dự án, với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 541,15 hectare, đã bàn giao mặt bằng 136,64 hectare của 38 dự án. Trong đó đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng là 13 dự án, giao đất tái định cư cho 31 hộ dân. Tuy nhiên, kết quả công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư chậm và có nhiều hạn chế, đạt 25,25% kế hoạch. Mặc dù đã tập trung chỉ đạo, thực hiện và bàn giao mặt bằng được một số dự án tồn đọng kéo dài, song đến nay, số lượng còn tồn đọng vướng mắc tại các dự án vẫn còn nhiều, chủ yếu là tại các dự án hạ tầng giao thông vốn ngân sách. Những hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng có nguyên nhân khách quan như khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn, quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi và còn nhiều vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện. Nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cơ quan đơn vị, các hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư, các phòng ban của huyện, cấp ủy chính quyền xã chưa quyết liệt, chưa phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết khó khăn vướng mắc, lập thẩm định hồ sơ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu mặt bằng triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc Bắc Nam trên địa bàn huyện năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền, các hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư, ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây. 1. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, các hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các phòng ban của huyện và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu hiện nay, cần tập trung ưu tiên để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân trong các vùng dự án, hiểu đầy đủ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện, để tạo sự đồng thuận trong việc chấp hành và thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 thường xuyên theo dõi chỉ đạo các xã thị trấn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn. 2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, văn bản, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có dự án thực hiện nghiêm túc các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao trách nhiệm chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là việc áp dụng các cơ chế chính sách trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trường hợp các chế độ, chính sách đã được thực hiện đầy đủ, nhưng các hộ vẫn chưa không chấp hành công tác giải phóng mặt bằng, thì phối hợp với lực lượng công an triển khai công tác cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở ngành cấp tỉnh trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phối hợp với chủ đầu tư và các dự án trong việc ký cam kết để xác định rõ tiến độ thực hiện dự án trong 6 tháng đầu năm 2019 và bố trí nguồn vốn kịp thời trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.
3, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Thanh tra huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng ban ngành đoàn thể và người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, tập trung vào những nơi có nhiều khó khăn vướng mắc kéo dài, kịp thời biểu dương những cơ quan đơn vị làm tốt, mặt khác xử lý nghiêm các cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao và để xảy ra sai phạm trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. 4. Các ngành khối nội chính, nòng cốt là công an huyện, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, tăng cường nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực dự án, tham mưu và giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, không để phát sinh thành điểm nóng, triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, phương án cưỡng chế theo quy định đã được phê duyệt. 5. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cấp xã vào cuộc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc Bắc Nam trên địa bàn, chủ động triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền như việc xác định đối tượng sử dụng, nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất, nhân khẩu, hộ khẩu đảm bảo đúng quy định và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể cấp huyện giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc. 6. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Thường vụ huyện ủy về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. 7. Ban tuyên giáo, Ban dân vận huyện ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các hội đồng bồi thường dự án, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giải thích về các chủ trương, chế độ, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của Đảng và Nhà nước để nhân dân trong vùng dự án hiểu, đồng tình ủng hộ và chủ động thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. 8. Văn phòng huyện ủy phối hợp với các ban ngành liên quan đôn đốc kiểm tra theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ thị này. Ủy ban dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện gửi về Ban Thường vụ huyện ủy qua văn phòng huyện ủy để kịp thời theo dõi chỉ đạo. Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ trên địa bàn huyện. Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Trần Văn Hải. Ngày 1 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án đường Đông Tây 4 đi qua cảng Nghi Sơn tại hai thôn Cao Bắc và Cao Ram của xã Hải Thượng. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban cưỡng chế chủ trì hội nghị. Dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn được xác định là tuyến giao thông chính, là cửa ngõ nối các tuyến đường nhánh nội vùng cũng như cảng biển Nghi Sơn. Trong quyết định phê duyệt điều chỉnh, dự án có chiều dài 7,4 km đi qua địa bàn ba xã là Tĩnh Hải, Mai Lâm và Hải Thượng, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn xã Hải Thượng còn 6 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án, vẫn không bàn giao mặt bằng, cản trở, không cho nhà thầu thi công, làm chậm tiến độ. Mặc dù cấp ủy chính quyền đã thực hiện các chế độ bồi thường hỗ trợ và nhiều lần vận động, tuyên truyền giải thích, đối thoại, nhưng các hộ dân vẫn không thực hiện bàn giao mặt bằng. Vì vậy phương án cưỡng chế là cần thiết, đảm bảo cho sự lưu thông trong khu kinh tế Nghi Sơn. Theo phương án, tổng số lực lượng tham gia khoảng 200 người, chưa kể công an tỉnh và công an huyện, được chia thành 14 tổ công tác, dựa trên chức năng, nhiệm vụ và từng tình huống cụ thể. Cùng với sự hỗ trợ về phương tiện của nhà thầu như máy móc, vật tư, công cụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban cưỡng chế nhấn mạnh, việc cưỡng chế 6 hộ gia đình tại hai thôn Cao Năm và Cao Bắc của xã Hải Thượng nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và xã Hải Thượng căn cứ vào phương án theo từng chức năng nhiệm vụ được giao để hoàn thành mục tiêu đề ra. Các lực lượng tham gia cưỡng chế phải nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như mệnh lệnh của người chỉ huy. Bên cạnh các phương tiện, biện pháp cứng rắn, quyết liệt,
thì các tổ công tác tiếp tục tăng cường giải thích, vận động để các hộ dân không cản trở việc cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản của tổ chức và cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện trong 2 ngày qua, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, hiện nay huyện Tĩnh Gia đang tập trung triển khai các biện pháp để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Do ảnh hưởng của bão số 2, từ 19 giờ ngày 3 tháng 7 đến 5 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đã có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa đo được trên 500mm. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 9 giờ sáng ngày 4 tháng 7 năm 2019, mưa lớn đã làm sạt lở đường 513 đoạn qua xã Hải Hà 20m gây chia cắt giao thông đường 513. Đã có 5 nạn nhân đi trên 3 xe máy lao xuống điểm sạt lở. Hậu quả làm ông Nguyễn Danh Thắng, sinh năm 1973, thường trú tại xã Hải Thượng, và bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1973, thường trú tại xã Hải Thượng, tử vong. Ngoài ra, sạt lở còn khiến 3 nạn nhân khác là ông Đặng Bá Hậu, sinh năm 1966 ở xã Hải Hà, ông Nguyễn Bá Khải, sinh năm 1966, và bà Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1970, đều ở xã Nghi Sơn bị thương. Mưa lớn cũng làm ngập 182 hectare ao nuôi trồng thủy sản, trong đó tôm Quảng Canh là 161 hectare, tôm nước ngọt 21 hectare, cuốn trôi 2.240 con gia súc gia cầm, làm hư hỏng một nhà cấp 4 tại xã Hải Thượng, làm sập 60 mét tường rào, 110 mét kênh tưới, tiêu và 1.390 mét đường giao thông bị sạt lở, gây ngập úng 967,25 hectare cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa bị ngập là 697,7 hectare, rau màu các loại là 270,55 hectare. Mưa lớn cũng đã gây ra ngập lụt nhiều hộ dân tại xã Hải Thượng, Nghi Sơn, xã Tân Trường, Trúc Lâm, Mai Lâm, Hồ Đông Chùa, một cửa xả đáy bị kẹt gây nguy hiểm cho thân đập. Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 2 gây ra trên địa bàn huyện Tĩnh Gia là khoảng 25 tỷ đồng. Trước tình hình trên, huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo công ty Thủy Nông Sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia, Ủy ban Nhân dân các xã bằng mọi biện pháp tiêu nước khi nước sông thấp hơn mực nước đồng để tiêu nước tốt nhất, giải quyết úng ngập trong các khu dân cư, các đồng nuôi thủy sản và diện tích cây trồng bị ngập, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định sản xuất. Đồng thời, huy động lực lượng phương tiện khắc phục kịp thời các điểm sạt lở, nhất là tại các điểm sạt lở tại đường 53 ở xã Hải Hà, tổ chức thăm hỏi gia đình có người tử vong và bị thương, chỉ đạo các xã tu sửa đường giao thông liên thôn, liên xóm, khắc phục các nổ vỡ, các cống qua đường, các điểm sạt lở, các kênh tiêu bị ách tắc hư hỏng. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức tu sửa, vệ sinh nhà cửa, tiêu độc khử trùng, ổn định đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Tĩnh Gia đạt 17.108 tấn, bằng 51,06% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 15.821 tấn, nổi bật là sản lượng nuôi trồng đạt 1.278 tấn, bằng 195% cùng kỳ. Hiện nay, huyện Tĩnh Gia có 2.363 tàu cá với tổng công suất 233.351 cv, trong đó tàu khai thác hải sản xa bờ có công suất trên 90 cv bằng 752 tàu. Tàu khai thác thủy sản ven bờ có công suất dưới 20 cv đến 90 cv là 909 tàu. Đạt được kết quả trên là do 6 tháng đầu năm huyện Tĩnh Gia đã tập trung chỉ đạo các địa phương, động viên bà con ngư dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó là nghề vây khơi, nghề mành, câu mực, sứa được ngư dân doanh nghiệp áp dụng và đưa vào sản xuất, đánh bắt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng thủy sản. Các xã có tổng sản lượng khai thác đánh bắt cao là xã Hải Thanh, Hải Châu, Nghi Sơn, Hải Bình.
6 tháng cuối năm 2019, huyện Tĩnh Gia tiếp tục triển khai luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn các thông tư. Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh phát triển tàu khai thác xa bờ để nâng hiệu quả và sản lượng khai thác. Phấn đấu 6 tháng cuối năm, sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 17.000 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 700 tấn. Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở chế biến thủy hải sản trên địa bàn toàn huyện. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương án đảm bảo cân đối giữa phát triển chế biến hải sản và khai thác dịch vụ hậu cần nghề cá, giảm thiểu tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến thủy sản, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường quản lý công tác vệ sinh môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai thực hiện công trình thanh niên vì đàn em thân yêu cùng em vui bước đến trường, đến nay công trình do đoàn xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia đảm nhiệm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, đoàn xã Phú Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những phần việc cụ thể, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, trước thực trạng tại điểm lẻ của trường mầm non Phú Sơn ở thôn Bình Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng, không có sân chơi, đồ chơi cho các cháu, đoàn xã Phú Sơn đã triển khai phát động chương trình vì đàn em thân yêu cùng em vui bước đến trường, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần tự nguyện trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, vận động từ nhân dân, đoàn viên thanh niên và các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí để cải tạo và sửa chữa điểm lẻ tại thôn Bình Sơn, đồng thời huy động trên 50 đoàn viên thanh niên trong xã hỗ trợ về ngày công san lấp, nền sân trước khi đổ bê tông. Sau một thời gian triển khai thực hiện, công trình thanh niên vì đàn em thân yêu cùng em vui bước đến trường, đến nay công trình đã hoàn thành với các hạng mục gồm đổ sân bê tông, bắn mái tôn, sơn mới trường, lắp cửa, lắp quạt gió, công trình trò chơi với tổng kinh phí trên 42 triệu đồng. Từ nguồn xã hội hóa đã hoàn thành. Chiều ngày 1 tháng 7 năm 2019, đoàn xã Phú Sơn đã bàn giao công trình cho trường mầm non Phú Sơn quản lý và sử dụng. Từ đó giúp các em có nơi học tập và vui chơi khang trang, sạch đẹp. Đây là hoạt động thiết thực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ xã Phú Sơn. Qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên có hoài bão và chung sức vì cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia xảy ra 4 vụ va chạm giao thông, làm hư hỏng 6 xe mô tô. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện phát hiện và xử lý 272 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó lỗi xe ô tô là 66 trường hợp, lỗi do xe mô tô là 205 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước số tiền là 158 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu mà người dân vi phạm là không đội mũ bảo hiểm, chuyển hướng sai quy định, không có giấy phép lái xe, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chở hàng rơi vãi và chở quá trọng tải. Để nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, đội cảnh sát giao thông công an huyện phối hợp với đài truyền thanh truyền hình huyện tuyên truyền tình hình vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn, duy trì hiệu quả các mô hình về an toàn giao thông, tuyên truyền về các hành vi vi phạm về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại nhà máy giấy Anora và các cổng nhà máy trọng điểm trên địa bàn huyện. Thông báo để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân, kể từ tháng 12 năm 2017, Bệnh viện Bắc Trung Nam đã chuyển về địa chỉ mới là địa chỉ duy nhất tại lô 020304, đường Mai An Tiêm, phường Nam Sơn, thành phố Thanh Hóa, nằm trên đường bờ sông cầu Đông Hương, cầu Cốc. Bệnh viện Bắc Trung Nam có đội ngũ y bác sĩ trình độ cao, có y đức, trách nhiệm với hệ thống máy móc tiên tiến hiện đại nhất, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị chuyên sâu tất cả các bệnh về mắt như phẫu thuật thay tủy tinh thể,
bằng phương pháp phaco, phẫu thuật mộng quặng, glaucom, thẩm mỹ, sụp mí, cắt mí, lấy mỡ mắt, nâng chân mày, phẫu thuật lác và các bệnh về mắt khác. Bệnh viện làm việc và thanh toán bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, cả ngày lễ. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh không cần xin giấy chuyển viện. Kính mời nhân dân có nhu cầu điều trị các bệnh về mắt đến tại Bệnh viện Bắc Trung Nam sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Mọi ý kiến đóng góp cũng như giải đáp thắc mắc xin liên hệ. Điện thoại 02373 752668, số đường dây nóng 0949 253 663. Rất hân hạnh được đón tiếp. Thông báo tuyển sinh về du học và xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc. Căn cứ công văn số 2634 UBND GZDT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia về việc cho phép liên kết đào tạo giữa Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp của Bộ Công Thương về nội dung liên kết du học và xuất khẩu lao động các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, địa điểm đào tạo tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia cụ thể như sau. 1. Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Đối tượng: nam nữ tuổi từ 18 đến 39, không yêu cầu bằng cấp, chiều cao, cân nặng, không có tiền án tiền sự, không bị cấm xuất cảnh, có đủ điều kiện sức khỏe đi lao động nước ngoài, không bị viêm gan B, HIV, lao phổi, những bệnh truyền nhiễm. Chi phí: tổng chi phí xuất khẩu lao động là 22 triệu đồng, bao gồm học phí đào tạo tiếng, visa, vé máy bay, tiền bảo hiểm. Thời gian làm việc tại Hàn Quốc 4 năm 10 tháng và được tái hợp đồng lần 2, lần 3. Thu nhập trung bình khoảng 38 triệu đến 60 triệu đồng, chưa tính làm tăng ca, đã bao gồm ăn ở, bảo hiểm. Ngoài ra sau khi kết thúc hợp đồng, người lao động được phía Hàn Quốc hỗ trợ tiền bảo hiểm là 5.000 USD, tương đương 100 triệu đồng. 2. Chương trình du học Hàn Quốc - Nhật Bản. Đối tượng: học sinh sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, tuổi từ 18 đến 26, thời gian sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học không quá 3 năm. Không mắc bệnh lao phổi, sức khỏe đảm bảo, có thể đi làm thêm để đóng phí năm sau. Thời gian đào tạo, giai đoạn 1, học tiếng tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Giai đoạn 2, học chuyên ngành. Hệ đào tạo: trung cấp 2 năm, cao đẳng 3 năm, đại học 4 năm, cao học 2 đến 3 năm. Chuyên ngành đào tạo: kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ ô tô, cơ khí chế tạo, đóng tàu, công nghệ thông tin, kinh tế tài chính, du học và nhiều ngành nghề khác. Chi phí: 165 đến 230 triệu đồng, tùy thuộc vào từng quốc gia, từng trường. Quyền lợi và các ưu tiên cho người học: cấp học bổng cho 100% sinh viên khi lên học chuyên ngành từ 50% đến 100%. Sau khi tốt nghiệp được cấp hai bằng, bằng tiếng và bằng chuyên ngành, đều được quốc tế công nhận, được chuyển sang visa E7, lưu trú dài hạn và được bảo lãnh người thân sang. Được làm trong công ty không thời hạn, thu nhập từ 2.000 USD đến 3.000 USD trên tháng, tương đương từ 45 đến 65 triệu đồng. Khi về nước, được tiến cử vào các tập đoàn, công ty Hàn Quốc, Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Vậy Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia kính gửi Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đài phát thanh truyền hình thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân và người lao động trong toàn huyện được biết và có nhu cầu du học và xuất khẩu lao động các nước trên. Liên hệ trực tiếp về Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện để đăng ký. Địa chỉ: tiểu khu 4, thị trấn Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin liên hệ 0982 209 081 để được hướng dẫn cụ thể. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Vũ Huy Tùng. Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Chế biến Hải sản Long Hải Thanh Hóa là công ty chuyên sản xuất và chế biến thủy hải sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa.
Hiện nay công ty có nhu cầu tuyển ướp muối cá trong môi trường đá lạnh. Yêu cầu có sức khỏe tốt, đảm bảo làm việc trong xưởng sản xuất. Đối tượng tuyển dụng tất cả mọi người trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Chế độ và quyền lợi, làm việc theo giờ làm việc của công ty quy định. Mức lương đảm bảo cho công nhân tối thiểu từ 5 triệu 500 nghìn đồng trở lên, chưa tính vượt chỉ tiêu sản phẩm và tăng ca. Về chế độ tiền ăn trưa, ăn ca trong ngày làm việc, suất ăn 20.000 đồng trên người, công ty hỗ trợ 15.000 đồng trên người, công nhân đóng góp 5.000 đồng trên người. Thời gian thanh toán tiền lương đủ ngày lao động được chấm công qua bộ phận quản lý trong ca sản xuất. 3. Chế độ ngày lễ Tết, công nhân và nhân viên của công ty được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi quy định của nhà nước và các chế độ của công ty. Thông tin liên hệ, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại của Ban Giám đốc 0989 198 405, phòng tổ chức hành chính số điện thoại 0973 938 051, 0929 151 891. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ và làm việc từ ngày 26 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2019. Giám đốc Trịnh Thị Cúc. Công ty cổ phần Sông Việt Thanh Hóa đang triển khai dự án nhà máy chế biến sujimi xuất khẩu có địa chỉ tại cụm công nghiệp xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau. 1. Nhu cầu tuyển dụng 500 lao động, trong đó lao động sơ chế 450 người, lao động phổ thông ưu tiên nữ. Lao động kỹ thuật chế biến 50 người, kỹ thuật chế biến điện, điện lạnh. Sau thời gian thử việc, người lao động được ký hợp đồng lao động 1 năm và sau đó là ký hợp đồng dài hạn. Địa điểm và thời gian tuyển dụng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26 tháng 6 năm 2019. Thời gian tuyển dụng từ ngày 10 tháng 7 năm 2019. Địa điểm tuyển dụng tại nhà máy cụm công nghiệp xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 2. Địa điểm và thời gian làm việc. Địa điểm cụm công nghiệp xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Thời gian làm việc 8 giờ, đi làm theo ca. 3. Tiền lương và các chế độ cho người lao động. 1. Tiền lương gồm 2 phần. Lương cứng 1 triệu 500 nghìn đồng trên người trên tháng. Lương theo sản phẩm. Công ty cam kết thu nhập của người lao động bình quân trong năm là 5 triệu đồng trên tháng. Nếu thấp hơn, công ty sẽ bù đủ. 3. Công ty hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, phương tiện di chuyển. 4. Người lao động được tham gia đóng các loại bảo hiểm theo quy định. Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Tuyết Minh, Huyền Diệu, Trần Huệ, kỹ thuật sản xuất chương trình Xuân Lượng, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Viết Mẫu, Văn Tú. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải qua mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.